đầm gói đêm. Mình đêm ai nhớ ai nào đứng mong chờ. Để xem cảm giác trong lòng có dùng dằn nỗi nhớ, và chúng mình chẳng thể xa nhau trong một phút giây. Như giọng nói thân em vừa chút hồn từ ngày mình vô tình rồi trao ý trao tình và một ngày lúc nhắn gửi cho nhau những câu chuyện vui không biết chân tình. Nếu bây giờ ngừng điện thoại nhắn tin, lòng anh xót xa vì một nỗi thương nhớ. Chào anh An Giang, chào anh Gọi Đâu. Follow đi, ok anh. Follow rồi. Cảm ơn anh em, cảm ơn đại diện anh em, cảm ơn anh em. Anh Lê Huyền Trân đi đâu? Anh về đây vậy anh? Đi cái lực. Đây là chúng mình ngày chưa quen biết, gặp mặt làm ngơ giống trẻ lạ mặt, rồi dần dần không giữa giấc lòng lầm lỗi nhau một lời tôi không nói, có chạm mặt rồi cũng sẽ trọng quý nghe. Chào mọi người ạ. Bóng hình nào đừng để ngủ thì trong tim giữ âm bộ thank you.
Thank you.